không ai nghe một ai, nên đôi khi sắt sôi từ nơi đâu kéo đến đây. Cuộc đời này ngàn muôn sắc màu mây, tìm trong những tinh cánh một phút giây tự hào. Chặng đường này vượt qua những sóng gió, để vươn tới ánh sáng thành công cao ước mơ. Cuộc đời này thời gian vẫn tiếp nối, dừng chân thoáng phút trong lòng mất đi. Ủa anh Kiệt. Ủa, anh bình thường mà mày làm nhìn anh như gì ghê vậy? Trời ơi, mặt trời mà hướng tây hả? Sao đi làm sớm vậy? Trời ơi, thầy ơi, thằng này ngày nào nó đi làm sớm vậy? Bậy, anh nói gì vậy là anh rất bậy. Anh chưa bao giờ đi làm sớm cả, đúng không? Rồi, nói nhỏ thôi. Mày nói gì lại xếp nghe, xếp tưởng anh đi trễ hoài làm sao? Xin lỗi anh. Sao, hôm qua là không đi chơi với mấy ẻm hả? Em có gì mà em? Nói vậy mấy tiếp nghe, mấy tiếp tưởng tao luôn đi chơi với mấy em đi làm trễ hoài rồi sao? Ơi, tầm ba không à? Không giỡn nữa, đi làm đây. Ui. Mệt không? Mới sáng sớm, cái gì vậy anh? Qua đâu nghe? Qua đây. Qua đây. Qua đây. Qua đây, ngồi đây. Qua đây. Qua đây, ngồi đây. Mắc gì phải qua? Qua đây, ngồi đây, nói nghe. Qua đây, đứng đây, nói nghe. Qua đây, ngồi đây, nói nghe. Mắc gì phải qua bển? Thì em là em của anh. Anh nói gì em nghe vậy đi. Tại sao anh không qua đây? Này, sao mày ngây hả? Ngây cái gì? Tự nhiên anh mắc em qua đó, trong khi anh cũng phải lên chỗ làm, anh không qua đây. Thì qua đây đi, anh nói lẹ nè, công chuyện nói xíu xong liền à. Qua đi. Vậy là quyết không qua đây đúng không? Đúng rồi. Vậy thôi, em đi lên. Ui. Qua đây, ngồi đây, anh nói nghe. Qua đây, đứng đây, em nói nghe. Một lần cuối thôi nha. Qua đây, ngồi đây, anh nói nghe. Một lần cuối cùng luôn nha. Qua đây, đứng đây, nói cho em nghe. Bây giờ muốn nghe anh nói không? Không có nhu cầu. Em nói cho anh có ba lý do em không qua đó. Thứ nhất, mình là đồng giới. Thứ hai, anh không được đẹp. Thứ ba, em không có nhu cầu. Ừ, hay quá. Mà cái chuyện anh nói quan trọng lắm á. Chắc không muốn nghe không? Thôi, em bận lắm. Bây giờ cho anh 3 giây bước qua đây. 1 2 Anh qua chứ mày làm gì thế ghê vậy? Đó. Tập nói cái gì mà nó dướng díu cái ở sáng sớm. Sao anh? Biết anh kêu qua đó làm gì không? Có chuyện rất quan trọng đúng không? Rất quan trọng. Rất hệ trọng đúng không? Rất hệ trọng. Chắc chuyện này em muốn nghe lắm luôn đúng không? Thì à, anh định à, nói hoàng qua đó đo anh đi ăn sáng. Sao có vẻ hoàng hơi trùng không khí vậy hoàng? Anh biết cảm giác mà sáng sớm đi làm á, bị tạt nguyên cái thau bột như mặt mình không? Thì tức không? Tức sao không tức? Tức mình đi ăn bậy nha. Bậy gì? Ý anh nói á, tức á, đi ăn mức cho bớt tức đi. Ê hên cho anh là ai gọi điện thoại cho em á? Dạ à, em nghe này sức quả à, cái hợp đồng á hả, hôm qua em làm xong rồi, em bỏ quên trên phòng rồi, tại hôm qua làm khuya quá sếp. Mang xuống phòng tiếp tân liền hả? Dạ, em mang liền, sếp, để em xíu. Tôi xin lỗi, để tôi nhận cho. Để tôi. Những gì? Nè, đó là đồ của tôi. Anh không được lấy đồ của tôi rồi. Ngay nhiên nhìn tự nhiên lấy như vậy. Đưa lại cho tôi.
Em có biết không, tình cảm anh dành cho em á, nó to lớn mà không một từ nào có thể diễn tả được. Nhưng anh nhớ, có một câu ca dao nói lên tình cảm đó: công cha như núi Thái Sơn. À, không phải, ý anh nói á là tình cảm anh to lớn như cái núi Thái Sơn, rồi nhà nó rộng như là biển cả gì đó. Linh à, làm người yêu anh mãi mãi nha em. Lên. Anh làm gì vậy? Anh đang công ty anh đang có chuyên đề là tâm sự những người đàn ông á, cho nên là anh tâm sự với những người đàn ông. À không, anh đang tập thuyết trình cái chuyên đề đó. Em tới lâu chưa? Mới tới luôn hả? Em mới tới. À, ngày hôm nay là sinh nhật của Linh, cho nên anh chúc mừng sinh nhật em. Anh này, sinh nhật em có anh làm vui rồi. Thiệt không? Đợi chút xíu, Tên. Đây là món quà anh tặng cho em. Anh, tự nhiên anh tặng quà cho em chi vậy? Em đã nói rồi, sinh nhật em á có anh làm vui rồi. Tuy nó có hơi nhỏ nhưng mà nó mang giá trị cực kỳ cao. Từ từ hả mở. Em thích không nè? Em thích quá à. Để anh kể cho em nghe nha. Trong một lần anh đi công tác, anh thấy nó, vô tình thấy nó thôi, cho nên anh đã mua nó về và tặng cho em. Người ta nói món quà này nha, tặng cho người mình yêu thì họ sẽ bên nhau mãi mãi và dài lâu. Em mở nha. Ừ. Đây. Đó. Em thích không? Anh, em không ngờ là anh yêu em nhiều tới như vậy. Cái tình yêu của anh á, nó dành cho em. Và thật sự là em không ngờ là cái giá trị của em bằng cái móc khóa này. Ý em là sao? Anh à, tại vì bây giờ thời đại nào rồi anh? Anh chỉ nghĩ tình cảm quan trọng ở tấm lòng thôi chứ anh không bao giờ đong đếm tình cảm bằng vật chất cả. Vật chất nó lên giá trị của con người. Anh nghĩ sao anh tặng em cái móc khóa này vậy? Vậy giá trị em nằm đâu? Em phải hiểu một điều rằng á, anh chỉ là một sinh viên mới ra trường thôi, tiền lương không cao, cho nên á, anh không đủ khả năng mua cho em những thứ khác mà em mong muốn. Sao vậy? Sao tự nhiên lại kể khổ với em? Anh Hoàng, nếu như mà mình thấy khó khăn quá thì thôi, mình đừng có yêu ai, mình đừng có quen ai nữa. Em tặng lại cho anh nha. Vậy nha. Linh. Nè, đồ của tôi phải đưa lại cho tôi. Không thể nào mà ngang nhiên lấy mà. Nè, trả lại cho tôi. Cô im đi. Cái thứ đồ này á là nên dục đi. Nè, anh kia. Là sao trời? Tự nhiên lấy đồ của mình, tự nhiên nổi giận với mình à? Rốt cuộc là ai sai? Cái móc khóa thật là xui xẻo mà. Có nên giữ lại nó hay không đây? Một tiếng rồi chưa tới nữa. Hẹn hò kiểu gì không biết nữa. Em, anh tới trễ, anh có việc đột xuất, ngồi xuống đây đi. Anh có biết là anh nói lý do này với em cả ngàn lần rồi không hả? Lần này anh cũng tới trễ hết, anh không hề tôn trọng em một chút nào. Em sao vậy? Anh chỉ tới trễ thôi mà, em có cần phải khó chịu vậy không? Nếu mà lần đầu anh tới trễ thì em sẽ không khó chịu đến như vậy. Đây là lần thứ N rồi mà có mỗi lý do đó hoài à. Anh nghĩ là em tin anh hả? Em đúng là thông minh thiệt đó. Nói một cái là hiểu liền. Nhưng mà hình như là em hiểu hơi lâu rồi đó. Anh chờ em nói chuyện này lâu lắm rồi. Anh nói rõ hơn đi. Ý anh là sao? Tuyền à, em có thấy là em quá cứng nhắc không?
anh đến trễ á thì em than phiền hạch sách, hẹn hò á thì em bắt là phải về trước 10 giờ, rồi anh rủ em qua nhà anh chơi á em cũng không chịu nữa. Em có thấy là em an toàn quá mức không? Anh nghĩ là chúng ta không thể nào tiếp tục đâu. Ý của anh là do tính của em quá an toàn và cũng không sống thoáng như anh muốn, nên bây giờ anh muốn chia tay em hả? Đúng vậy. Cái này là anh khuyên em thật lòng, em hãy nên sống thoáng một chút với người bạn trai sau này của em đi, như vậy em mới có tình yêu lâu bền được. Còn nữa, cái móc khóa tình duyên này chắc chắn là không thuộc về anh. Em hãy tặng nó cho người đàn ông an toàn của em đi. Chào em. Anh Toàn. Anh. Con gái bây giờ á, không tiền, không đẹp trai thì họ không yêu. Con trai bây giờ không ngoan, không sống thoáng, họ không yêu. Con gái là loài động vật nguy hiểm, cần phải tránh xa. Con trai là loài động vật cần phải tuyệt chủng. Ai nói? Tôi nói đó. Cái thứ đồ này á cần phải giục đi. Nè, nè anh. Lần đó cũng kêu mình bỏ nó đi, lần này cũng nói mình vứt đi. Nhưng mình muốn giữ lại nó để nhắc nhở mình, mình sẽ không yêu những người thật dụng nữa. Tình yêu mà không xuất phát từ trái tim, bằng tình cảm chân thành, thì đừng mở miệng nói yêu.